Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4, cơ bộ truyện điều lý cố nhân của tác giả Hoài Nhân trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 của bộ truyện này. Đang cảm thán nhắm mắt chuẩn bị đón cái chết thì đột nhiên cục nhựa thông đang nằm dưới đất như có một lực hút nó từ từ nhấc bổng lên khỏi mặt đất thằng thông chưa hiểu mô tí gì thì bột một tiếng nữa rồi im bằng không có tiếng thứ hai vậy là cục nhựa thông đó không bị rơi ra ngoài thằng thông vẫn chưa hiểu điều gì xảy ra nhưng giờ này thằng tín dường như đang tức tối nó đưa mặt ra ngoài mà trời mẹ nó cái quần mất dậy nào đêm hôm đi phá giấc ngủ của người khác Tao mà bắt được tao nện chết cha mày luôn đó Thằng thồng run lầy bầy không biết phải tính sao Rồi đó thì thằng Tín từ từ ngó xuống đất Ngay chỗ nấp Thôi rồi xong luôn rồi Mày đang ở đâu Ra đây mong lên Đừng trốn khỏi mắt của tao nghe chưa Thằng thồng muốn dài lắm Nhưng đôi chân chết tiệt này bây giờ không theo ý của nó Nghĩa là âm binh đang bắt nó lại Nhưng rồi nó nghe thấy tiếng nói cất lên sát bên tai Mà nó giật mình rợn cả người im lặng không được lên tiếng không được chạy cứ đứng ngay đó cứ nhìn thẳng vào trong trời đất đời tìm nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực lời nói kia như một mệnh lệnh nó không cử động được gì cho nên không còn cách nào khác đành phải theo ý con âm bình kỳ nhưng nó sợ quá mà không muốn nhìn vào đó nếu nhìn là thằng kia sẽ biết ngay còn nếu còn tát nó quay mặt lại nhìn ra sau lưng hòng tránh cặp mắt đang mở to của thằng tín nhưng rồi cái thế lực đó không cho nó làm điều đó như có một lực cực mạnh thằng thông bị xoay đầu lại trước cũ mà không thể phản kháng nó sợ đến phát khóc nhưng rồi bỗng nhiên nó thấy thằng tín thu đầu vào trong rồi thằng thông bỗng nghe nó thét lên một tiếng vang động rồi thằng tín rồn dày nói tại sao nó lại ở đây chứ nó im lặng một lát nhưng nghĩ ra được điều gì nó bỗng quỳ xuống giường rồi lắp bắp duyên ơi Tha cho anh đi mà Duyên Anh thực sự không cố ý Anh không cố ý Tha cho anh đi Duyên Không có tiếng trả lời Nhưng nó vẫn quỳ ở đó không động đậy Lúc này thằng thông dường như biết chuyện gì đang xảy ra Thế gian nãy giờ là do hồn ma của Duyên hiện về mà giúp nó Nó vẫn không biết tại sao thằng Tiến vẫn không thấy nó Cho rồi nó đang nhìn thẳng vào phòng ngủ Và cùng nhựa thầm có lẽ do hồn ma của Duyên tác động mà một lần nữa nó đã được thải vào ngay chỗ của thằng Tín Cho nên lúc này nó mới thấy Vậy là mọi chuyện dường như đã rõ Có thể thằng này là thủ phạm Nhưng lúc này thằng Thông vẫn chưa cử động được gì Rồi nó nghe bên trong có tiếng bước chân đi Tiếng bước chân đó hình như là từ trong đi ra ngoài Thằng Thông lúc bày với bắt đầu cử động được thân người Nó tuy là sợ nhưng thầm cảm ơn hồn của Duyên đã trợ giúp cho nó nhưng ngay lúc này nó không dám lên tiếng vì sợ bị lộ. Đúng vậy, bởi vì bây giờ thằng Tín nó mở cửa sau và từ từ đi ra ngoài. Việc này thật ra cũng đã nằm trong dữ liệu của thằng thông nên nó cũng không bất ngờ mà lẻn đi theo. Khi khoảng cách đủ tầm nhìn nó dừng lại, thằng tín lúc này nó lượm một miếng gạch gần đó, tạo thành một cái lỗ nhỏ vào sân, sau đó trôn cùng nhựa thông xuống lớp đất lại. Vậy là thằng thông nghĩ đúng, thằng tín đã phi tặng vật chứng lợi dụng lúc thằng tín đang lấp đất thông nhanh tay quay trở lại cửa sổ lấy trong túi quần thêm một cục nhựa thông đưa mắt vào trong nhìn cho kỹ rồi cẩn thận ném cục nhựa thông đó lên gối nằm của nó rồi chạy ra chỗ khác để nấp sau việc thằng tín bắt đầu quay trở vào nhà đóng cửa lại đi vào phòng ngủ nó thở đầu ra ngoài cửa sổ nhìn ngó xung quanh nhưng chắc chắn không còn gì nó mới đóng cửa sổ lại Thằng Thông rón rén đi lại cửa sổ và lắng nghe Và không để cho nó phải chờ đợi lâu Thằng Tín bỗng thét lên một tiếng rồi lắp bắp nói Tại sao nó lại còn ở đây Duyên à Em tha cho anh đi mà Duyên Để tính anh em thân thiết em tha cho anh Anh thực sự không cố ý giết em Vì anh quá yêu em mà không thể kìm được Tín à Con con làm sao vậy Má ơi má cứu con với Nè bình tĩnh lại con Có chuyện gì nói cho má nghe sau nửa đêm nửa hôm là nói ôm sùm vậy? Rồi đèn trong nhà bật sáng, thằng thông sợ có ai đó mở cửa đi xa thì bị lộ, cho nên nó quyết định không ở lại nữa mà lên xe âm thầm rời đi. Vậy ý của mày là mày xin nhiều cục nhựa thông để làm mồi nhát nó, bắt nó phải tự động khai ra. Rồi mày còn sợ nó phi tang chứ không chịu khai, cho nên mày lấy thêm cục khác nhát nó lần nữa. Hỏng cho nó tưởng là hồn ma của Duyên hiện về, không cho nó phi tang và phải tự nói ra tội để xin lỗi đúng không? Đúng vậy. Nói chung ta cũng chỉ nghĩ hên xui mà thôi. Nếu nó không khai hoặc là bị nó phát hiện, thì phải tính cách khác. Không ngờ là oan hồn của Duyên hiện về giúp tao. Vậy có lẽ hôm nay nó cũng âm thầm theo tao, cũng không chừng nữa. Tình lại rót ra hai ly, đưa cho thằng Thông, hai người bạn uống cạn, ăn miếng mồi ngon rồi tình nói. vất vả cho mày quá vậy là từ đầu đến cuối tao lại nghi ngờ thủ phạm là mày thật là đáng trách thông tao thực sự xin lỗi mày nhiều lắm nếu mà mày không nói ra thì không biết tao chỉ nghi ngờ thôi nhưng mà trách mày thì tao không trách có trách thì cũng được cái gì chứ tao cũng hiểu mày do quá đau đớn rồi nhiều khi tinh thần không làm chủ được nhưng mày cứ yên tâm nếu tao mà giận mày thì nãy giờ mày đâu còn ngồi ở đây để nghe tao kể chứ tình cúi đầu như là hối lỗi suýt nữa thì anh đã vô tình làm mất đi một người bạn thân nhưng cũng may là nó hiểu cho anh đúng là tình bạn tốt anh nói ta cũng cảm ơn mày rất nhiều nha thông cũng nhờ mày mà tao đã được giải oan cho người yêu để em ấy có thể in lòng nhắm mắt ra đi Chia đầu mày có thể vạch trần nó được ủa là sao rõ ràng là mày đã nghe nó khai hết rồi mà thằng thông vẻ mặt tiếc nuối rồi nói Hôm đó tao đã nóng vội quá nên quên một chuyện quan trọng là không mang theo máy cassette để thu lại. Bây giờ nói ra với nó thì cũng không được. Lỡ như nó đòi bằng chứng, mình không có gì cả. Cậu nhờ thông không nói lên được điều gì. Mà như vậy không chừng nó còn cẩn thận hơn, coi như là công cốc hết cả. Mày nói cũng phải, tao vừa định dùng mày đi vạch trần nó ngay bây giờ. Nhưng đúng là một lần nữa tao bị mất kiểm soát. Vậy thì bây giờ mình phải làm sao? Tao chưa nghĩ ra cách Nếu bây giờ mà tới hỏi nó Thì kiểu gì nó cũng chối Chuyện đó thì cũng còn đó Sự thật vẫn là sự thật Thì sớm muộn gì cũng bị đưa ra ánh sáng Cứ nhậu tiếp đi Mình vừa nhậu vừa tính Định suy nghĩ cái gì rồi bất chợt hỏi Ủa mà sao tí má ông biết Tao mua nhẫn chuẩn bị cầu hôn bé Duyên vậy Tao nhớ tao đâu nói với ông Tao cũng không biết Nhưng mà tao nghĩ cũng bình thường Không biết thì sao mà làm cha mày được chứ nhưng mà tao vẫn thắc mắc chứ Vậy thì mày về hỏi ông ấy đi Tao sao biết được Tình liền chưng hừng mà đáp Nói như mày thì ngồi đây thắc mắc làm gì Hỏi ông ấy chắc gì ông đã nói Mà theo tao nghĩ là vậy Ông nói ông ấy thử tụi bay Tụi bay ra một tuần lễ Để coi tụi bay có nhớ nhau không Có yêu nhau không Lúc đó ông để ý tới mày Vậy thì sau một tuần lễ đó Ông cầm muốn biết kết quả Kiểu gì ông cũng không theo dõi mày mày đi đâu làm gì ông ấy đều biết đơn giản vậy thôi ờ vậy mà ta cũng không nghĩ ra mà bây giờ tao thực sự cũng không biết nói sao với gia đình nó chắc khi biết sự thật này ông nội với tí má của nó sốc nặng lắm chắc là vậy nhưng mà tao nghĩ mình khoan hãy nói đợi khi nào chắc chắn trăm phần trăm rồi nói chứ bây giờ nói biết trước đâu ấy mấy người đó cũng không kiềm chế được bớt dây động rừng là xong rồi đưa bàn cứ ngồi đó nhậu tâm sự cho đến tận khuya đặng im lặng bỗng nhiên tình liền reo lên thông hề này ta có cách mình thử làm không hết hồn mày cách gì nói coi được thì tao với mày chơi tình bắt đầu kể sát tài cho thông nghe mà cứ sợ như ai nghe thích vậy cho dù lúc đó hoàn toàn vắng lặng không được đó mày tình chắc nịch thì phải cố chứ nhưng mà để ngày mai đi tao với mày tỉnh táo rồi làm Đương nhiên, bây giờ tối rồi có tình thì cũng làm được gì. Nghĩ lại thì cũng có lý. Vậy mai tao chuẩn bị mọi thứ, sao mày qua đây rồi tự mình lên đường? Vậy đi, bây giờ nhậu tiếp mày buồn ngủ chứ? ta đang giàu muốn chết buồn ngủ cái nỗi gì. Chơi thì chơi, hôm nay ông già không có về không sợ ồn nào. Để tao hâm lại cái đồ ăn mày coi nướng cá tiếp đi. Hai người bạn thân thiết này cứ như vậy ngồi bên mầm rượu mà hàn huyên tâm sự cứ ngỡ sau chuyện hiểu lầm quá lớn này của tình đôi bạn này sẽ không còn thân nhau như trước nhưng có lẽ tất cả đều đổi hướng theo chiều ngược lại họ càng thân nhau hơn và quan trọng là hiểu nhau nhiều hơn tình suy nghĩ rằng thằng bạn này quá tốt không ngại nguy hiểm khó khăn mà nó hết lòng giúp đỡ anh trong lúc anh dường như muốn gục ngã nó không hờn không oán trách khi chính thằng bạn thân nhất của nó nghi ngờ mình là một kẻ giết người yêu của anh nếu bây giờ đây nó quyết định buông xuôi không giúp nữa Thì anh cũng sẽ chấp nhận Nhưng không Nó đang muốn thực hiện kế hoạch cuối cùng Để giúp anh tìm ra sự thật Có lẽ vì lý do đó mà anh nguyện trong lòng rằng Từ nay về sau Anh không bao giờ nghi ngờ thằng bạn này bất cứ điều gì Ê thằng kia Mày làm gì mà ngồi thử ra vậy Bộ xin rồi hả Thằng thông lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh Anh liền đáp Đâu có đâu Ta đang tính đường thuận tiện nhất để thực hiện kế hoạch cho ác ăn. Không có gì cả. Nếu có gì thay đổi cứ báo với tao. Sáng ngày hôm sau tình đến nhà của thông. Thì nó ngồi trước bàn nhâm nhi tách trà. Tình cho xe vừa nhà đã mở cửa từ lúc nào. Nè mệt không mày? Khỏe ra mà. Ta cũng vậy. Đúng là rượu ngon mà không bị nhức đầu. Mày xong hết chưa? Trời đất ơi mày thấy tao ngồi đây uống trà thành thơ lên biết rồi. Ngồi xuống uống ly nước rồi đi. Ăn uống gì chưa? Chưa mày, ta cũng vậy Có gì ra tiệm ăn sáng luôn rồi đi Trong lát sau hai người đi tới tiệm phở hùng cường Đây là danh hiệu nổi tiếng nhất nhì trong tỉnh thời đó Vợ ăn vợ bàn kế hoạch xong Hai người lên xe máy rồi hướng ra huyện Có ai nhà không? Có ai nhà không cho hỏi thăm với? Trước mắt của hai người là một căn nhà nhỏ Nằm trong một con hẻm Nơi địa phận của huyện Một cô gái xinh đẹp bước ra Dạ, hai anh tìm ai? Tình lúc này ngập ngừng, ơ, ờ, em phải làm... Ủa, anh là anh nhạc sĩ Xuân Tình, em nhớ anh hả? Trời đất ơi, em nhớ sao không? Còn anh kia là anh Thông Hề phải không? Anh hát hay tân cổ hài đi mà, <laughs> giỏi quá. Cô gái kia tươi cười mà đáp. Ủa mà hai anh tới đi tìm em hả? Có chuyện gì sao? Thôi mời hai anh vào trong nhà trước đi rồi nói. Giờ hai người bạn dắt xe vào trong nhà Cô gái lấy ghế mời khách Ủa Vi Hai cậu này là ai vậy con Bạn con hả Cô gái liền nhanh nhậu trả lời Dạ hai anh này là hai anh bạn thân nhau Dân đơn ca tài tử Mà hôm trước cô đi giao lưu câu lạc bộ Đơn ca tài tử ở dưới xã đó ba Thì gian dạ, đây là ba của Thúy Vi Cô gái đã gặp nói chuyện với tính Ngay trong ngày hôm đó Hai người định dứng dậy chào ba cổ Vi Thì ông cười hiền mà đáp À cậu là Xuân Tình với cậu Thông hả Coi hai đứa còn trẻ quá À chú là ba Thịnh Cứ gọi bằng chú là được rồi Lúc này hai cậu trai trẻ Đồng thời đứng lên chào Dạ con chào chú ba Chỉ có màn chào hỏi ngắn Mà Tình và Thông đã có thiện cảm Hai cha con của Thúy Vi Chú Thịnh là người vóc dáng cao to Không biết chú làm nghề gì mà lại sở hữu được thân hình tuyệt vời như vậy. Hai đứa tới chơi với con Vi nhà chú phải khâm, thoải mái đi nha. Chú đi có công việc một chút, nếu là bạn của con gái chú, kiểu gì mai mốt chú cháu mình phải gặp nhau nữa. Thông nghe vậy thì đáp, dạ nếu chú có công việc chú cứ đi làm, Tôi con đến thăm Vi một chút cũng có chút chuyện hỏi Vi. À vậy thôi chú đi nha, con ở nhà coi chừng nhà nghe con, nếu có đi đâu đóng cửa nào cho nó cẩn thận, chắc uh, ba tối mới về lận đó. Dạ được rồi ba ba cứ yên tâm Con gái lớn rồi mà Ba làm như con còn trẻ con lắm vậy đó Lần nào ba đi ba cũng dặn con hoài Chú Thịnh khóc nhẹ lên đầu Của con gái một cái mỉm cười rồi rời đi Thông lúc này liền nói vi vi Nè ba em vui tính thật Dạ ba em làm vậy đó Hàng xóm mày cũng thương ba em Vì ba em vừa hiền mà Đã đến đó thì vi đột nhiên im lặng Nước mắt nhìn lên bàn thờ Đang đặt giữa nhà Tình như lời hiểu ý của cô gái này anh nhẹ nhàng hỏi Ờ đó là má em à Dạ má em mất một năm về trước Do bị bệnh không chạy chữa được cho nên không qua khỏi Ờ tụi anh xin lỗi Dạ không sao đâu anh Người mất thì cũng đã mất Ủa mà nãy giờ em chưa biết hai anh đến đây Chắc là còn việc gì khác Hai người bạn nhìn nhau Không biết phải nói làm sao Nhưng không muốn chờ vi chờ đợi Tình điện hỏi Thực sự tụi anh cũng ngại Khi mà chỉ mới quen mà lại làm phiền đến em Nhưng thực sự tụi anh không còn cách nào khác Cho nên Hai anh đừng ngại Từ khi gặp hai anh em cũng mến Thế anh anh hiền mà vui vẻ hoàn đồng Nên em cũng coi hai anh là bạn Cho nên em mới kể chuyện của hai anh cho ba em nghe à, hẹn gì mà hồi nãy chưa giới thiệu Mà bà Thịnh đã biết uh, tên của bọn anh rồi Dạ đúng rồi đó anh Thế nhưng mà điều mà ba em không biết ai là tình ai là thông thôi. Nghe vậy tình bất giác có chút sao động. Anh không ngờ cô gái này lại nhiệt tình đến như vậy. Nhưng việc sắp tới anh nhờ cô thực sự cũng không đơn giản. Cho nên trên khuôn mặt của anh còn thoáng vẻ ái ngại. Nhưng đã liệu đến đây thì cũng phải hỏi thử. Nếu cô không đồng ý giúp thì thôi vậy. Không có lý do gì để trách cô được. Nghĩ vậy cho nên tình lên tiếng nói Trước hết em cho anh hỏi Hôm nay em có bận gì không Dạ em chỉ ở nhà thôi Lâu lâu buồn quá thì lấy sách tài tử ra học hát Mà có chuyện gì với anh Anh cứ hỏi thử đại đi Nếu trong khả năng của em thì em giúp cho Như vậy hai người cũng yên tâm hơn Rồi tỉnh nói Vậy thì trước hết anh nói cái này Nếu em không đồng ý thì cứ nói đại với anh Cứ thoải mái đi nha rồi anh không nghĩ ngợi gì đâu Dạ hai anh cứ nói đi ạ à? Tình ngừng lại một chút rồi nói Trước hết tự anh sẽ kể cho nghe một chuyện Sau khi nghe xong em sẽ biết được tại sao tụi anh lại nhờ đến em Và hiện tại tạm thời cũng chỉ có em mới giúp được cho tụi anh Cái này nó liên quan đến mạng người Vì nghe đến đây bến xác cô liền lắp bắp hỏi Mạng người à? Cái gì mà ghê vậy anh? Sao nghe sợ quá vậy? Thông bấy giờ mới lên tiếng chấn nan Nhưng mà không có gì đâu Nói là nói vậy thôi chứ không có làm gì xấu cả. Em cứ bình tĩnh, nghe tụi anh nói trước, rồi đừng hay không thì mình tính sau nhá. Dạ, vậy hai anh kể em nghe đi. Giờ hai người cứ như vậy kể rõ từng chi tiết, ngay cả việc biết rõ thủ phạm. Ngay đến đâu Thúy Vi lại dùng mình đến đó, đôi khi mắt lại đỏ tươi như sắp khắp. Thành à, đây đây à, tía nói chuyện một chút coi chú thành đang long khom ở nhà bồ cùi sau nhà nghe tiếng của mình gọi cho đứng dậy rửa tay rồi lên nhà trên ông thái đang ngồi ngay bàn trà thấy con trai lên ông đền bảo ngồi xuống rồi ông vào để ngay có thấy cái chết của con duyên nó có vấn đề gì không chú thành nghe câu hỏi bất ngờ này của ông thái thoáng vẻ ngạc nhiên rồi hỏi ủa là sao vậy tía chứ không phải nó bị đuối nước chính thằng tình vớt nó lên ngay bụi rửa nước Tía con không có ở đó nhưng con tin là nó không nói dối chuyện động trời đâu vậy. Tía thì đâu có nói nó, thì không nghi ngờ gì nó cả. Thế nhưng mà tía chắc chắn cái chết của con bé đó nó có vấn đề. Tía ý nói là không phải chết đuối, mà sao tía nói vậy? Con vợ của bay đâu? Dạ vợ con đi đám dỗ nhà ông Lợi ở xã bên rồi tía có gì không ạ? À? Không, vì tốt nhất là khoan hãy nói cho nó biết chuyện này vì đây cũng chỉ là suy đoán thôi dạ tía thấy gì vậy tía ông thái vẻ mặt buồn buồn ông vẫn điếu thuốc lào mồi lửa rít lên một nơi nhà ra một làn gói rồi mất nhìn xa xăm như tưởng nhớ lại chuyện quá khứ ông đến cất lời từ hôm đám tàng con bé đến nay đã hơn hai tuần lễ mà tía vẫn thấy má của mày về bà ấy về báo mộng cho tía bà nói là con bé chết oan mà tía hỏi thì bà ấy không có chịu nói chỉ nói là có người hãm hại nó Tía lo lắm Tía không có đùa bay đâu Đó là sự thật đó Thành ạ à. Chú Thành chấm ngâm như đang suy nghĩ điều gì rồi chú nói Dạ đương nhiên là con tin tía Chuyện tâm linh thì vợ chồng con xưa nay vẫn tin Thế nhưng mà thật sự con không thấy má về Cũng không thấy con bé về luôn Cả vợ con cũng vậy Nó ngày ngày muốn con bé về Thế nhưng mà con bé không về lần nào Vậy tía có thấy nó về không? Không, thì cũng không thấy. Chỉ thấy má của bay về với tía thôi. Thế không biết thằng tình nó có biết được gì không? Mà hôm nay tía thấy nó không ghé thấp nhang cho con bé. Dạ, điều này cũng chịu thua luôn. Nhưng mà con nghĩ nó không hứng hở như vậy đâu. Con nghĩ nó chưa thể chấp nhận sự thật này, cho nên không muốn đối diện thôi. Rồi một thời gian sau nó cũng sẽ ngồi ngoài thôi tía. Hy vọng là như vậy, Tía cũng buồn khi mà không thực hiện được lời chăn chối của má bay trước khi bà ra đi. Cho nên tiếng... Tí... Ý của tiếng là muốn má hay tuổi nó kết duyên với nhau phải không? Vừa này má cũng con nói với vợ chồng con. Thế nhưng mà khoan hãy nói với tụi nó. Vì lúc đó tụi nó còn nhỏ quá. Đợi khi nào mà tụi nó lớn lên. Nhưng mà tụi con chưa nói được gì thì con bé... Hay cha con kinh như vậy mà ngồi rơi nước mắt. Chú Thành lúc này liền hỏi vậy bây giờ mình giải quyết chuyện này sao vậy tía nếu mà thật sự là nó chết oan thì chúng ta phải tìm cách thôi chứ để như vậy cũng không đầu thai được mà trở thành vong hồn vất vưởng thì tội cho con bé bởi vậy tía mới tính bản với con mình sẽ nói điều này với thằng tình hôm đó chính tay của nó vuốt xác con bé lên có thằng thông ở đó cho nên mình tìm cách nói cho tụi nó tin rồi cùng nhau bàn bạc tuổi trẻ bây giờ tụi nó cũng khôn biết đâu tụi nó suy nghĩ ra cách. Tiên nói cũng đúng, vậy để mai chiều gì đó vợ con về, sẽ con sẽ một mình đi tới nhà thằng tình gặp nó nha tía. Con coi giải quyết chuyện đó đi, tía già rồi chắc là không làm được gì đâu. Đi đứng không còn khỏe khoắn như người ta, nhiều khi lại gây cản trở, nên là chỉ báo cho biết vậy thôi. Chuyện của tía là vậy, thôi con có gì thì làm đi, tía đi công chuyện một chút. Dạ con biết rồi tía Tía cứ để con xử lý Quay trở lại nhà của Vi Sau khi nghe tình và thông kể lại chuyện vừa qua Cô có rất nhiều cảm xúc đan xen Tiếc thương có, đồng cảm có, phẫn nộ cũng có Em không ngờ rằng anh tình lại gặp chuyện quá buồn như vậy Tại sao bạn bè thân thiết với nhau Mà lại đi làm cái chuyện mất tính người vậy chứ Thằng thông nghe nói đến đó nó cũng không kiềm chế được nhưng nghĩ lại đây là nhà của người ta Cho nên cũng giản lòng xuống mà nói Bởi vậy mới nói Anh còn không ngờ tới nữa Anh vẫn hy vọng nó chỉ là một giấc mơ kinh hoàng vậy thôi Sáng thức dậy rồi biến mất Nhưng mà tiếc quá điều đó lại là sự thật rồi em Vậy rồi anh muốn nhờ em chuyện gì cứ nói đi Nếu được em sẽ giúp Tình ái ngại anh suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát nói Anh sẽ nói nhưng mà để giúp được anh trong chuyện này thì em phải đi Chứ không ở làm ở đây được Vậy em thấy có bớt tiền cho em không Còn chú ba Không biết chú ấy có đồng ý cho em rút tụi anh không nữa Lỡ như chú về nhà mà không thấy em Rồi biết em làm chuyện này Thì tụi anh Anh yên tâm Miễn là em chịu ba em cũng chịu Ba thương em lắm Với lại ba thường hay dạy em Phải biết giúp đỡ người khác Khi thấy người gặp hoạn nạn Mà trong khả năng của mình Thì nên giúp đỡ cho người ta như vậy sẽ tích phước được cho bản thân Nên hai anh cứ nói trước đi Hai người bạn nhìn nhau tỏ vẻ khâm phục bản tính thiện lương của cô gái trước mặt Rồi cho có thành công hay không Nhưng đều chung một suy nghĩ là họ chọn người không sai Giờ hai người bắt đầu đưa ra ý định của mình với Thúy Vi Cứ suy nghĩ khá lâu sự hồi hộp lại đến với hai người chảnh trẻ Tình và thông đều mắt nhìn nhau Trong đầu đang đoán giả đoán non thì đột nhiên vi đứng dậy rồi nói dứt khoát không được hai người nghe vậy khuôn mặt tỏ vẻ thất vọng tình nói ok không được cũng không sao em ạ à. em cứ coi như đây là ai nói với anh vậy ý của em là không thể để cho bạn mỹ duyên chết oan như vậy được cho nên em sẽ giúp hai anh hai người bạn nghe vậy không ai bảo ai công nhìn chăm chăm vào cô gái rồi thông thở vào nói trời đất vậy mà em làm tụi anh hết hồn vía còn nghĩ chắc chuyến này khó lại càng thêm khó Tình liền nói chen Thiệt chứ em Em đồng ý giúp tôi anh Vì liền nghiêm mặt đáp Đây là chuyện quá đau lòng Em làm sao có thể đùa giỡn trên niềm đau của người khác được chứ Em nhất định sẽ giúp hai anh Vậy hai anh ngồi đây chờ em một chút Em vào trong chuẩn bị một số việc Rồi mình bắt đầu đi nha Ok em Em cứ từ từ làm cái công việc của mình đi ở ngoài này hai người bạn cứ thay phiên nhau hết lời khen ngợi cô gái một cô gái có tấm lòng nhân hậu thông hỏi tình nè theo mày thì việc này vi làm được không trời đất đây mày phải tin tưởng vi chứ mà dù cho không được thì mình cũng tìm cách khác tụi mình có phải công an đâu mà làm đâu được đó không phải ta không phải là không tin tưởng vi nhưng mà thằng đó nó cũng cáo già tao lo là lo về thằng kia ê mà nè hôm trước lúc mà xong cái buổi giao lưu tài tử mày thấy vi tâm sự gì vậy nói tao nghe bạn bè với nhau hôm nay cứ giấu diếm hoài không phải giấu nhưng mà tao chưa có dịp nói cho mày nghe hôm mày kể mày có đề cập tới những cái lúc đó tao đang nôn để mà nghe chuyện quan trọng tao cũng chưa tính sổ với mày cái vụ mày nói tao với vi tâm sự yêu đương không ai không như mày cả người yêu mới chết rồi chỉ mới gặp con người ta có lần đầu tiên yêu đương cái nỗi gì Ta nói chơi vậy thôi Chứ ai lại không biết mày còn nặng tình với em gái chứ Mà thôi nếu thích tiện thì kể cho tao nghe Tình áo thằng thông ra bên ngoài Chắc là sợ Vi nghe thấy Lỡ như em ấy không giúp nữ thì toi Đến nơi cảm thấy an toàn tình kể Sau khi cô MC nói lời chào kết thúc buổi giao lưu đơn cả tài tử Tình vội vàng đứng dậy nhanh chóng cho cây đàn guitar và áo đờn anh rất muốn về vì không còn tâm trạng nào để ở lại giao lưu cũng không có tâm trạng gì dù thằng thông đi nhậu như mọi khi giờ này anh chỉ muốn về nhà ngủ chỉ có ngủ mới không nghĩ tới sự việc đau lòng của anh mới vừa bước xuống sân khấu vừa định ra ngoài đi về thì bỗng nhiên anh nghe một tiếng cô gái cất lên kèm theo đó là một cái vỗ vai anh xuân tình anh đi đâu lại đây em nói chuyện một chút được không? Ủa Vi hả? Có chuyện gì cô có thể nói luôn ở đây? Anh lại đây một chút Nhạc sĩ nổi tiếng nên muốn về sợ bị làm phiền hả? À không có Cô đừng suy nghĩ vậy oan cho tôi Nhạc sĩ gì mà nhạc sĩ tôi chỉ là người biết đờn thôi Chỉ dừng lại ở mức đó Tôi không muốn nổi tiếng Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường thôi Nổi tiếng chi cho mệt Thêm chứ có sướng ích gì đâu Tại tôi trời đất ơi anh làm gì mà sổ ra một hơi ghê như vậy chứ Em chỉ tiện miệng nói chơi Chứ em không có nghĩ gì đâu Mà làm gì mà biện minh nhiều như vậy Ủa, ủa tôi nói nhiều lắm rồi hả Mà cô có, có chuyện gì muốn nói với tôi vậy Thì anh cứ lại bàn đằng kia đi Em hỏi một chút thôi Không phiền anh lâu đâu Được rồi cô cứ lại đó trước đi Tôi sẽ lại liền Anh hứa rồi nói nha Anh mà lừa em là em mét chú nhàn đó Rồi tôi không có lừa đâu để tôi lại dừng cái đợt xuống cái rồi tôi lại liền. tôi nhìn cô gái kia của nàng dáng đi cũng hào hào giống với Mỹ Duyên. Bàn tay búp mặn cống giống, chỉ có khuôn mặt thì khác hoàn toàn. Nhưng nhìn cô bé anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh nhớ Mỹ Duyên vô cùng. Dừng lại cái guitar ngay bậc thang sân khấu anh tiến lại cái bàn đang có một mình Thúy Vi ngồi ở đó. Anh ngài ngùng lấy ghế ngồi rồi nói, Rồi nha, Cô tin tôi chưa Tôi không lừa đúng không Vậy bây giờ cô nói đi có chuyện gì giờ dạ em mới tin đó Cô bé này thiệt tình lắm lỉnh quá trời quá đất Người như vậy chắc nhảy bén lắm đây Anh nghĩ như vậy Im lặng một lúc rồi Vi nói Chuyện là như vậy Sắp tới nhà văn hóa huyện có dự án làm băng cho vài người ca sĩ tài tử Mỗi người làm một cuốn trong đó có em Dự án này em nói nghe là có thêm sự tài trợ của hãng băng Sài Gòn Nghe nói tài trợ bằng cách là thu miễn phí Còn mọi chi phí khác thì huyện tự lo Nhưng mà mỗi người đều có quyền lựa chọn người đơn cho riêng mình Cho nên em muốn mời anh Anh có đề đơn cho em được không mọi chi phí em lo Cái này nói thiệt với cô là tôi chưa bao giờ làm việc này Từ đó giờ tôi chỉ đi đơn sâu Hoặc là đơn cho câu lạc bộ Còn đơn thu nó là một chuyện khác Tại thấy vậy chứ không phải ai cũng làm được đâu Không phải là tôi không muốn giúp cô nhưng thực sự tôi không dám nhận trọng trách nặng nề này, này Tôi nhận rồi lỡ như tôi không làm xong ảnh hưởng đến tiếng tâm của cô Nếu cô thực sự cần Tôi có thể nhờ đến mấy đoàn cải lương thứ Trời đất đời Anh nói anh chưa đơn thu lần nào Vậy anh chưa thử thì làm sao biết được mình không làm được chứ Ai rồi cũng phải thử Chứ bước đầu tiên có mấy ai mà thành công liền đâu Không có thể như anh nói là liên hệ chỗ khác Nhưng mà em cũng thẳng thắn mà nói Là em chịu cách đơn của anh Em cảm thấy hợp với em Chỉ khi mình thiên hợp với nhau Thì mình còn có động lực mà hứng thú ca chứ Anh thấy em nói có đúng không? Ờ thì đúng là như vậy Nhưng mà tôi chỉ sợ một điều là tôi không đủ khả năng để làm thôi Chứ không phải là muốn làm thì làm giá đâu Cô đừng có hiểu lầm tôi nghe Với lại nếu mà ngày thời điểm này thì Nói thật sự nếu anh chỉ ngại việc đó thôi thì em coi như anh chịu giúp em đó. Vì nếu chỉ có như vậy thì dễ, thu không đường thì thu lại. Công giống như mình đi tập dượt thôi, đâu phải như biểu diễn đâu mà đền một lần duy nhất. Tình đánh đỏ suy nghĩ không biết mình có làm được không. Anh định nói với Vi là ngay thời điểm này, anh thực sự không muốn làm gì cả. Nói đâu còn chưa nguôi, làm sao có thể có tinh thần. Nhưng người ta mới thích kiểu đền mới của mình, nếu không làm thì sợ bị hiểu đầm. Hoàng sợ cô buồn Đã không biết trả lời làm sao Thì bỗng nhiên cô vỗ vào tay của anh Nói bằng một, một dòng núng nỉu đáng yêu Đi nhà anh Giúp em đi, đi mà uhm, Cô đừng có làm vậy Mà cô làm vậy tôi ngại lắm Thì tôi đã nói rồi đó Tôi chỉ sợ tôi không làm được Còn nếu như cô vẫn tin tưởng mà liều lĩnh Thì cứ làm thôi Được hay không thì lúc đó tính Chỉ sợ lúc đó không được cô không còn thời gian để tìm người khác Không sao Em có lòng tin lắm Em tin là sẽ được thôi mà Thu đi thu lại chừng nào được thì thôi Mà em chắc chắn là không có chuyện đó đâu Trời đất cô càng tin tưởng tôi càng sợ đó Sợ gì chứ Đại đồng con trai cao tuần lực lưỡng Thế kia mà sợ Vậy hả anh Vậy anh nhận lời cho nó nha Được rồi tôi sẽ thử với cô Có như vậy chứ Em cảm ơn anh trước mà nè Em hỏi thiệt anh bao tuổi Tôi từ năm nay 20 Ồ em còn nhỏ hơn anh nữa Em mới 18 Vậy mà bị kêu bằng cô Nghe buồn cười dễ sợ đấy à, Tại tôi không Tội anh không biết em nhỏ hơn Thôi thì bây giờ biết rồi anh sẽ gọi em bằng em nhé Chịu chưa Vì nghe vậy bàn tay thích thú Che miệng cười khúc khích rồi đáp Phải vậy mới được chứ Vậy bây giờ anh em mình trao đổi địa chỉ nhà Khi nào ai tiền đường ở đâu Thì ghé nhà đó Mình phải tập trước vài lần Để em về soạn danh sách bài Rồi có gì ghé nhà báo cho anh Em nghe nói hình như là 3 tháng nữa mới tiến hành dự án cho nên thời gian còn rộng để tập. Vậy hả? 3 tháng thì ok quá rồi. Đó, chuyện là vậy đó. Mày vừa lòng chưa? Ồ, ghê vậy hả? Thằng này hên dữ. Hên con khỉ chứ. Vậy mày muốn làm không? Tao bắt qua cho mày. Thôi đi ông nội. Ông chờ đường cho con sống với. Tao mà đền được như mày á. Có người mới á là tao chịu liền. Giỡn hoài mày. Không phải dễ đâu con mày đờn thu coi về chứ căng thẳng lắm chứ chả chơi đâu. đờn giống một chữ là phải đờn lại đó. tầm đi áp lực lắm chứ không phải đùa. thả mày đi đờn chơi thôi thì còn lỡ có đờn sai đờn bậy thì còn bất quá người ta cũng chỉ nghe một lần. nói thật với mày chứ không phải là ai đi đờn nhiều đờn hay đờn giỏi đều có bản lĩnh để thu âm. căng thẳng vậy đó hả? chứ tao không thấy đờn nên là tao không biết. không phải đâu. người hát cũng vậy thôi. mày cố gắng tập thêm đi. Biết đâu sau này ông cũng làm được như Vi Lúc đó mày đi thu âm rồi sẽ thấy áp lực liền Nè hai anh nói xấu em gì mà ra tuốt ngoài này vậy Không có sợ nắng nôi hả Đâu có đâu Anh với thằng tỉnh đang bàn kế hoạch Ngoài này mắt thấy mồ luôn nắng gì em Thế vì chỉ mặc một bộ đồ đơn giản Không cầu kỳ nhưng gọn gàng Em lấy giấy bút ra ghi cái gì đó Vài dòng để lên bàn Chắc có lẽ là gửi lời nhắn đến bà của mình Em dắt chiếc xe máy Cẩn thận quá cửa rồi cùng cả ba hướng về thị xã. Đến một quán cà phê nhỏ gần đường nhà Mỹ Duyên, ba người dừng lại, bước vào quán nghỉ chân và bàn bạc. Tình chủ động cơm hai ly cà phê và một trái dừa. Lúc này gời gần trưa, nàng công đã bắt đầu gắt, cô gái trong quán mang đồ uống ra. Hai người bạn do quá hiểu nhau, cho nên mỗi người lấy một ly cà phê. Còn trái nữa, thì tình đẩy cho Vi Vi cười rồi hỏi Ủa mà sao anh biết em thích uống nước dừa vậy chén? Tình ngỡ người ra một lúc rồi đáp Ủa vậy sao Anh đâu có biết đâu Anh kêu đại thôi ai dè chúng Vì nghe thích như vậy Nhưng lạ là, là cô không cười cũng không khen Chỉ im lặng một chút rồi nói nhỏ nhẹ Em hiểu rồi Sao anh cũng có bạn gái Cho nên hiểu rõ con gái thích gì phải không Đúng là em cũng thích uống dừa Nhưng mà không nghĩ là giống bạn gái anh nói tiếng bạn gái nhưng mà thực sự với duyên chính thức quen nhau chỉ hai ngày nếu hiểu duyên cũng chẳng qua là theo kiểu em gái thôi lúc em duyên còn sống em rất thích uống dừa lâu lâu lại còn nhóng nhẽo đòi anh leo cây hái cho bằng được nhất là lúc mấy trưa đã giống như vậy nè hai người nghe tình ôn lại kỷ niệm mà cũng bồi ngồi xót xa theo không muốn thằng bạn yếu đuối của mình trong lúc này cho nên nó nói lảng sang chuyện khác mà vi nè Em có suy nghĩ kỹ chưa Là việc này cũng có phần nguy hiểm Lỡ như mà nó phát xác ra Thì anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra Em không ứa thì thôi Chứ đang ứa phải giữ lời Điều đó em không có sợ Ban ngày ban mặt anh ta không dám làm gì quá chớn Với lại em cũng đã xuống tới đây rồi Chẳng lẽ quay về thay khấm Tình lúc này không còn buồn giàu Vì chuyện kia Anh nghĩ mình phải làm chuyện quan trọng trước đã Có như vậy thì anh mới nhẹ nhàng Anh nói Thầm cũng không có lý do gì hết đâu em Anh cũng vậy Chỉ có một ý duy nhất là lo cho em Với lại em cứ ngại ngại sao á Anh cũng chỉ mới hứa với em Làm giúp em cuốn băng Chưa làm được gì chưa tập thành được gì Mà đã nhờ ngược lại rồi anh cảm thấy Như là lợi dụng vậy đó Chuyện nào sẽ chuyện đó Thà không quen biết nhau Chứ đã biết rồi thì coi như bạn bè Giúp được gì cho nhau thì giúp Nói thiệt chứ với anh á Em không nghe thì không biết Chứ đã nghe được chuyện này rồi em thì vẫn trong khả năng có thể giúp mà không giúp em thì tội lỗi lắm. Thôi tóm lại là không nói, em quyết định rồi. Mong hai anh đừng có nói đến chuyện này mà em cũng không muốn nghe ngay từ ngại ngùng từ anh tình nữa. Mà hơn nữa nếu mà ngại thì anh cứ giữ đúng lời hứa ngày hôm đó anh đã hứa với em là được. Rồi anh nhiệt tình giúp em hết mình là được rồi, được chưa anh? Tình không nghĩ ngợi gì mà nói dứt khoát. Điều đó là nhất định rồi, anh cảm ơn em trước thế bây giờ mình bàn tới vấn đề đó thông mày có ý gì thêm không thông điền đáp Không, tao thấy cứ làm theo ý của vi đi tụi mình cũng không có thằng nào đi theo bảo vệ hết tao thấy vi nói cũng đúng ban ngày ban mặt kiểu này nó không dám làm gì vi đâu với lại nó cũng mới giết người một lần không lâu còn bị nhát một trận do ra trò nên tao nghĩ tốt nhất tao với mày nên tránh mặt tình điền nói ờ nếu mà mày nhận thấy được thì tao cũng thấy được Thế nhưng mà cũng dặn em nè Tụi anh sẽ quy định thời gian cho em Trong vòng hai tiếng đồng hồ mà không thấy em quay lại Tụi anh phải đi tìm Để tránh trường hợp xấu xảy ra Với lại từng đường đi nước bước và địa điểm Em tuyệt đối phải làm đúng được kế hoạch Có như vậy thì tụi anh mới dễ trở tay Em biết rồi Hai anh cứ ở đây Em chắc chắn quay lại đây trước hai tiếng đồng hồ Tính nghe vậy thì an tâm Tay của anh vỗ vỗ vào búp măng của Vi anh nói với vẻ động viên Em cứ bình tĩnh mà làm đi nha Em phải luôn nhớ là tụi anh luôn đứng đằng sau em để tương trợ Nhớ là đừng để lộ ra sơ hở Anh tin là em làm được Thông nói thêm Phải đó Em nhớ lời tụi anh dặn mà làm đúng như vậy Mình càng kín kẽ thì càng an toàn nhớ chứ Trời đất ơi anh sao giống ba em quá vậy Làm như là em còn con nít không bằng Làm gì cũng dặn đi dặn lại hoài Em nhớ rồi nhớ rồi nhớ rồi được chưa Tình liền cười mà giải thích Em biết sao không Vì tụi anh với ba em đều là đàn ông Mà nhiệm vụ của người đàn ông là bảo vệ người phụ nữ Không được bắt nạt Không được ước hiếp Ngoài trừ những kẻ đàn ông mất nhân tính Thì vì nghe được tình nói câu đó bất giác của cảm động Cô nghĩ mình may mắn lắm mới được làm bạn với hai người con trai tốt tính này Nhưng giờ dạ không phải là lúc nghĩ đến điều đó Cô tạm thời các nó sang một bên Không nghĩ ngợi gì cô đứng dậy nói Thôi bây giờ cũng gần trưa Mày tranh thủ cho sớm Không được để kéo dài em đi nhá Hai anh ở đây chờ em Hai người bạn cùng đứng dậy ra ngoài quán với cô Vì leo lên xe máy Cô nhìn lại hai người với vẻ mặt tự tin Chạy đi Hai người đứng nhìn theo đến khi cô khuất khỏi tầm mắt mới thôi Sợ họ cũng quay trở vào Cô gái trong quán nãy giờ nhìn ra mà không ai hay Tỉnh quay lại thấy vậy thì anh cười với cô rồi nói Tụi tôi còn ở đây mà chưa có đi Chỉ có cô gái kia đi thôi tôi tôi chỉ ra ngoài tiễn Mọi điều còn lại ở đây tụi tôi sẽ lo Cô gái nghe vậy ngừng đỏ mặt Cô hơi quê bước trở vào trong Không quên quay sang cười một cái Thế đó quán cà phê võng đang rất thịnh hành Nó là nơi dừng chân của những người làm nông Chưa chưa người ta tìm các quán này Để làm nơi ăn uống nghỉ ngơi Chỉ có nhà ai gần mới về Quán này cũng vậy có mấy cái võng đất đường răng sẵn Thế là hai người bạn chọn cho mình hai cái võng gần nhau Rồi ngả lưng xuống trò chuyện cho đỡ nhàm chán Tín đang ngồi ở nhà nghe băng ca cổ cải lương Từ hôm bị nhắc đến nay ngày nào nó cũng sợ Sợ cái đó nó quay trở lại Nhưng thật may cho nó đến nay vẫn còn ngủ ngon giấc Cải lương đang hát thiện hết băng Mày cũng vì đó mà tự động nhảy nút lên Thằng Tín vừa định với tay đến chờ mặt băng thì nghe ngoài sân có tiếng xe máy lớn dần. Hình như là đang chạy vào nhà. Nó quay mặt ra xem là ai thì là một cô gái dáng người nhỏ nhắn từ trên xe bước xuống ăn mặc giản dị. Thế Tín bước ra cô nhìn kỹ vào rồi trong đầu lựa chọn cho một cái tên vô danh nào đó. Dạ anh ơi, xem hỏi nhà cô Lê Nhung ở đâu anh chỉ cho em với thằng tín nghe vậy thì ngần người một lúc nó suy nghĩ rồi lâu rồi đáp ờ cô linh nhung nào ta ở đây không coi tên nó cả cô có nhầm đường không em cũng không biết không biết là em đi đúng không nhưng mà tại em có hẹn với cô cô ấy nói cho địa chỉ em cũng có ghi lại nhưng rồi bỏ mất tiêu nên bây giờ em đi tìm lại tín à ai vậy con mọi người phụ nữ bước ra hỏi tín quay lại ủa má ở xóm mình coi tên linh nhung không Ồ Lê Nhung hả Không có đâu Ủa ý của cô gái này đang đi tìm hay sao Dạ đúng rồi bác Con không biết nhà cô ở đâu Cô ấy có hẹn con hôm nay tới nhà Nhưng con bị mất tờ giấy địa chỉ Nhớ cũng đâu đâu gần đây cho nên con tìm hỏi đại đó bác Thế liền hỏi Mà cô Lê Nhung đó là nghề gì vậy cô Cô nói thử coi biết đâu cô còn tin khác Dạ cô là ca sĩ anh Bác với anh có biết ca sĩ nào tên Lê Nhung không ạ à? Ờ với cái màng đó thì tôi chịu thua Cái đó hỏi con trai tôi thì đúng hơn Nè con nhớ coi lại có ca sĩ tên Lê Nhung không tín Dạ không có đâu má Nếu có là con biết ngay Tôi cũng là thầy đơn nè cô Trong xã này nếu có ai là nghệ sĩ tôi đều biết hết Tôi chắc chắn với cô là không có ai tên Lê Nhung làm ca sĩ cả Vi liền xì mặt xuống rồi đáp Vậy hả anh Tiếc thật chứ, em tốt trên trên đây xuống kiếm cối lần đó, vậy mà em bỏ quên địa chỉ mất, vậy là mất tiêu một cái mối còi bói rồi. Xui gì mà xui dữ vậy không biết. Hai má còn nghe vậy có chút bất ngờ bà Thanh Điền hỏi. Ờ à, thì ra cô là thầy coi bói. Thôi đã lỡ tới đây kiếm không được nhà thì chịu thôi, có dáng nhớ lại rồi đi tìm sau. Còn bây giờ thì ngồi xuống uống miếng nước đi. Trời nắng quá mà con gái chạy xe lông nhông ngoài đường ngoài Không có uống nước nôi gì cả mệt lắm đó Vì bỏ ngày kiểu cách khách sáo thường ngày Thấy ở cô mà liền bước xuống xe tiến ra hiệu cho cô bước vào ghế Bà Thanh thì vào nhà rót nước mang ra Để vì uống xong bà liền hỏi Cô là thầy bói thiệt hả Cô có thể coi cho tôi được chứ Dạ cô muốn coi gì Thật sự thì không phải người nào cũng coi được có khi người này coi được cái này Có khi người kia coi được cái khác Cho nên cô cứ hỏi đi Cái nào con nói được thì con nói Bà Thành nghe vậy bán tín bán nghi Bà muốn thử cô gái trước mặt này bà nói Nếu không coi được tương lai Ít ra cô cũng coi được hiện tại chứ Thầy bói thì đương nhiên phải làm được điều đó chứ Vì tự tin đáp Dạ cái đó thì được Ví dụ như nhà cô hiện tại thế nào ra cảnh ra sao có chuyện gì đang xảy ra hay không nhà có mấy người nhưng cái đó thì không khó khăn gì cả tí lúc này liền nói chen ồ vậy hả cô tôi cũng có tò mò thiệt hồi đó tôi chưa có bói bao giờ hết chỉ có má tôi là ngay đi coi thôi thì hôm nay má để con coi thử nha mày mà cũng muốn coi nữa sao thế được rồi cô cứ coi cho con trai tôi đi nó nói đúng tôi đi coi hoài đó có coi nữa cũng vậy thôi dạ anh muốn coi phải không Ờ cô coi cho tôi đi Cô cứ nói những gì mà cô coi được đấy Ờ nè Cô coi hiện tại đi Đời sống nó ra sao Nhà cửa thế nào Gia đình làm sao Vì biết bà này đang thử hỏi tài của mình Cô nói Vậy anh chờ em một chút nhé Em ra lấy đồ nghề Hồi nãy không có nghĩ là coi cho anh Nên tôi để đồ ở ngoài xe Vì ra xe lấy một chiếc túi nhỏ chở vào trong Cô thò tay vào lấy ra cây bút chỉ Và một đoạn dây tiền tay cô bấm nút đỏ trên máy cắt xét đang nằm trong túi sách rồi đóng nắp lại anh đưa bàn tay cho tôi đi tín xòe bàn tay ra vì lấy cây bút chì vẽ theo một đường chỉ tay của tín vừa kẻ vừa nghiêng đầu như đang suy nghĩ tính toán trong miệng cô đầm nhầm mấy con số vô nghĩa mà hai má còn nghe không hiểu được đó là gì tín định hỏi cô nhưng vừa thấy nó mở miệng Và thành ra hiệu ngăn lại ý là im lặng để cho thầy bói tính toán vì cũng thấy được điều đó nhưng cô vẫn cố gắng giữ vẻ mặt năm chiêu. Nhà cô đâm chiêu thật. Tuy nhiên là cô đang nhớ lại những thông tin mà tình và thông cung cấp cho cô. Vì ba người là bản thân cho nên tình và thông biết rất nhiều thông tin của tín. Nên điều này cũng không khó vì vì cô liền bắt đầu. Theo như tôi biết được nhà anh là do bà cố ngoại anh để lại. Bà là người đầu tiên khai hoang khu đất này cất lên cái nhà và ở đây lập nghiệp đến mấy đời, kéo dài cho đến bây giờ. Cha anh đã mất từ 9 năm trước do bị tai nạn nghề nghiệp. Sau nhà anh có một cây giếng do cha anh đào. Đào xong 10 ngày rồi mất. Còn mẹ của anh và anh đang sống trong nhà này. Không còn ai cả. Mẹ anh chưa bước thêm bước nào. Vì lý do là chỉ muốn một mình nuôi anh thôi. Ngay đến đây hai mắt con thật bất ngờ. Vì cô không nói sai một chút nào bà Thanh nói có biết được cả quá khứ xa xôi vậy sao nhưng mà con coi có đúng không ạ à? đúng không sai gì cả thì nãy giờ ngồi im lặng nhưng nó thầm cảm phục cô gái trước mặt vừa xinh đẹp lại vừa có tài bói toán đã bắt đầu thích tin tưởng cô gái này nhưng để chắc ăn hơn nó liền hỏi nè cô nếu vậy cô thử coi cho tôi coi hiện giờ mối quan hệ bên ngoài của tôi thế nào có coi được chút gì tương lai không để tôi thử anh có thể ngồi xích lại gần không Thế làm theo lời của Vi Nó từ từ đứng dậy kéo ghế lại gần Còn Vi thì cũng không ngần ngại có cầm sợi dây lên Đo từ đỉnh đầu xuống chán Rồi xuống tận cầm của tính Rồi cứ bất chợt nghiêm mặt Anh đang có hai người bạn thân hình như là đồng nghiệp Còn anh thì tôi thấy anh đang gặp chuyện gì lớn lao trong quá khứ Chỉ mới đây thôi phải không Tiến hơi tái mặt nhưng vẫn cố giữ lại vẻ bình thường Hai người bạn thân thì đúng, bạn đồng nghiệp cũng đúng, nhưng còn chuyện gì lớn lao quá khứ mà cô nói thì hoàn toàn không. Gần đây tôi không có chuyện gì lớn, cô sai rồi. Vì cũng đã dự trù trước được việc này cô nói. Tôi thấy sao tôi nói vậy, nếu sai anh coi như tôi chưa nói gì, nhưng tôi cũng coi đúng nãy giờ mà phải không? Đúng hết, chỉ duy nhất chuyện quá khứ thì không đúng, mà dù sao thì tôi cũng cảm ơn cô. Thú thần cô làm tôi bất ngờ, quả là tuổi trẻ tài cao. Anh quá khen rồi, Chẳng phải tôi đã coi sai một cái Thôi anh cứ coi như tôi chưa nói gì đi Bà Thanh liền nói Không có gì đâu tín Thì bói coi bị sai thì cũng là lẽ thường Không phải cái gì cũng đúng Nhưng mà cô này coi vậy hay lắm rồi đó Vi giả đò nhìn ra ngoài Y chết chưa quá rồi tôi phải đi Cảm ơn bác và anh tín nhiều đã cho con mượn chỗ uống nước nghỉ ngơi Tới giờ con phải đi rồi Bà Thành móc ra vài tờ tiền đi cho Vi mà nói Cô nè dù sao cô cũng bói được cho nhà tôi cô ấy nhà đã tôi chút lòng thành cô cầm để đi đường nước nôi cô đi dạo kiểu này cực khổ quá đã vậy còn không tìm được người thôi thì cô cứ cầm đi ạ à, không bác con coi giùm thôi vì bác và anh tín đây cũng đã giúp đỡ con vào nhà nghỉ mệt uống nước cứ coi như con đền đáp công ơn của bác không được cây nào ra cây đó Vô coi mói cho nhà tôi là do tôi yêu cầu chứ đâu phải cô tự nhiên thôi cô cứ cầm lấy để tôi khỏi áy náy vì suy nghĩ một lát cô đã nhận mình là thầy bói Đó cũng là nghề của cô Không sợ bị nghi ngờ cô nói Nếu vậy thì bác có lòng con xin nhận Con cảm ơn bác Thôi về con chào bác chào anh Tín nha Nói rồi vì đứng dậy ra ngoài xe Tín cầm tiền nó cứ ngồi đó đầm chiều suy nghĩ Có may là cô ta chưa nói ra điều gì Nó bây giờ lại muốn cô ta rời đi càng sớm càng tốt Sợ cô ta gây thêm rắc rối thì khổ Vi vừa đạp xe chạy đi Cô vừa chạy chậm chậm và ngó sang kính chiếu hậu quan sát Thế má của tín đã đứng dậy đi sâu vào trong nhà Vi nhanh tay vẫn chìa khóa thắt máy xe rồi quay vào nhà gọi Anh tín ra đây giúp tôi Xe tôi bị sao rồi đó Tín đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ nghe tiếng cô gọi nó chạy ra. Sao về cô? xe cô làm sao? Tôi không biết tự nhiên đang chạy thì bị thất máy. Giờ đầm không nổ nữa. Phiền anh lại đây giúp tôi. Ờm vậy hả? Cô để nói cho tôi Nó nhanh chân chạy đến giả sức đảm xe cho cô Rồi cô bất chợt nói Khoan đã anh Tín Tôi định không nói với anh Nhưng mà trong nghề của tôi không cho phép tôi làm vậy Rồi đúng hay sai tôi cũng phải nói ra cho anh biết Nếu sai thì anh coi như là không nói gì Còn nếu đúng thì anh cần gì tôi sẽ giúp Ví dụ như chị anh cần hóa giải cách chẳng hạn Nên anh hãy cố gắng nghe tôi nói được không Tín do dự nó ngược lại suy nghĩ Cô ta nói cách hóa giải có thật sao? Có đáng tin chứ? Mà cô ta chưa nói gì, biết cô nói đúng hay không, thôi thì cứ thử. Như vậy tín tỏ vẻ không tin nó nói. Tôi không biết là cô có ý gì, hóa giải cái gì tôi không hiểu, cô thử nói xem. Vì kề mặt sát tay của tín nói bằng nhỏ giọng như sợ anh nghe thấy. Tôi phải nói, có trường hợp tác hóa giải hay không thì tùy anh, chứ tôi khẳng định là tôi không sai. Anh thấy tôi như vậy là làm nghề hơn 5 năm rồi Tôi có tiếng tâm khắc nơi Làm sao mà tôi nói sai được Nếu mà tôi nói sai nói bậy với khách Tội nghiệp sẽ quả trách tôi chứ không đùa Thì cô cứ nói đi Tôi tin cô mà Miễn cô nói đúng tôi nghe theo Tôi thấy tương lai của anh sẽ gặp họa Hồi nãy lúc dùng sợi dây phép Để đồ vận mệnh trên trán của anh tôi thấy như vậy Tôi chắc chắn rằng thời gian gần đây Anh có làm một điều gì lớn lao Nói thì anh sợ không tin Chứ từ lúc vào nhà của anh tôi đã thấy một oan hồn đỏ rực trong nhà của anh. Nó cứ lượn lờ xung quanh anh. Tôi có thử dùng biện pháp tâm linh để giao tiếp với vòng đó. Thì tôi được biết đó là vong của một người con gái. Cô ấy còn trẻ, cống cỡ tuổi như tôi. Tôi có hỏi cô ấy vì sao cô ấy lại đeo bám anh. Thì cô ấy nói là trả thù trả thù cái gì đó. Nhưng cô không nói lý do. Chỉ thấy vong hồn cô ấy mở toàn hai con mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào anh cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy nhưng như hồi nãy tôi có coi là má của anh chưa bước thêm bước nào điều đó tôi muốn hỏi anh là đúng hay không tiếng giờ này đang run rẩy sợ sệt nó nghe cô hỏi cũng bình tĩnh đúng điều đó cô không nói sai vì thương má sợ má cô đơn là tuổi xí chiều nên tôi cũng đã từng hỏi má tôi về vấn đề đó nhưng má tôi không nói chỉ nói là chưa muốn lập gia đình khác vậy thôi không phải là chưa muốn mà là chưa thể chứ má anh cũng có nhiều người theo đuổi đúng không có một chú gần đây cách nhà anh khoảng hai cây người đó đã từng có ý muốn về với má của anh thế nhưng bà ấy chưa chịu anh biết tại sao không ta lại về bà ấy muốn dành hết tình thương của một người mẹ cho đứa con người mẹ luôn luôn thương con vô bờ bến lúc nào cũng muốn lo nắng cho con cái cho dù là anh đã lớn khôn rồi nhưng đối với bà ấy thì anh vẫn là một đứa trẻ cần được sự che chở của mẹ vì vậy cho nên nếu con của mình mà có vấn đề gì má sẽ là người đau lòng nhất. Chính vì vậy mà tôi cũng không muốn cho má anh biết những việc làm sai trái của anh. Cho nên tôi mới tìm cách gặp riêng anh để nói cho một mình anh nghe. Tôi nói xong rồi, còn nghe hay không thì do anh. Thôi cho anh tôi đi. Vì vừa định mời chìa khóa thì tín ngăn lại nó khẩn khoản. Cô nè, khoan đi đã. Nói thiệt là cô nói không sai chứ. Nhưng mà vì tôi sợ mắt tôi buồn sinh bệnh nên lúc nãy tôi mới không nhận. Chứ nói thiệt với cô là vừa rồi tôi có làm một chuyện đồng trời Khó ai có thể tha thứ Cô nói cách khó giải cho tôi được không Nhờ thấy cả đã cắn cầu vì dừng lại bình tĩnh nghiêm túc tôi cũng chưa biết để coi việc đó là việc gì đã Chứ bây giờ tự nhiên anh kêu tôi hóa giải tôi biết đâu mà giải Làm bậy bạ bà không kéo lại gây khổ cho tôi Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây cô Anh phải trình bày rõ sự thật cho tôi biết Có như vậy thì tôi mới chỉ anh cách hóa giải được được nhiều hay ít còn tùy thuộc vào anh Tôi chỉ có ý vậy thôi Nói hay không nói tôi không ép uhm, Nhưng mà má tôi Anh yên tâm Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của tôi Tôi không thích đem chuyện của người khác ra nói tùm đông. Còn nếu anh sợ má anh nghe được Tôi sẽ hẹn anh đi chỗ khác Anh tìm cách nói sao với má anh thì nói Anh nghĩ sao Được chuyện đó không khó khăn gì Vậy mình sẽ gặp nhau ở đâu uhm, Tôi thấy tốt nhất Mình nên gặp chỗ vắng người càng tốt để đảm bảo bí mật cho anh thôi bây giờ như vậy tôi sẽ hẹn anh ở quán cà phê thanh hương qua đó tôi thấy có nhiều chỗ vắng kín đáo tiền thể nói chuyện bí mật tôi đã từng nghỉ chân ở quán đó cho nên tôi biết chắc anh ở đây cũng biết quán đó chứ thầy tính nghe vậy càng tin tưởng cô hơn miễn thông tin được bảo mật là tốt nó liền nói tôi biết quán đó đâu là quán đó lý tưởng nhất để nói chuyện riêng thôi được rồi cô cứ ra đó trước đi tôi vào tìm cách nói với má tôi rồi tôi ra sau nhưng anh là phải nhanh lên đó Tôi sẽ ngồi chờ anh trong vòng nửa tiếng Nếu anh không tới thì tôi sẽ đi Tôi không có nhiều thời gian Tôi còn phải đi coi cho người khác Không được trễ giờ Rồi cô cứ yên tâm tôi chắc chắn sẽ tới ngay. Thằng tín lật đần chạy vào trong Mà quên hẳn việc đạp xe dùm Vì ngồi trên chiếc xe bất xác Là một nụ cười thỏa mãn Sau đó đạp xe chạy tới điểm hẹn Thế vì chạy đến một quán nhỏ Có hai cây trứng cá to nằm hai bên quán chắc là do chủ quán trồng để quán có được bóng mát những cành lá xùm xuề vươn ra đều khắp mảnh sân những quán trông sạch sẽ lắm cô chọn một cái bàn trụ khuất gọi cho mình trái dừa trong lúc chờ đợi cô lấy từ trong túi sách ra chiếc máy cắt xét nãy giờ vẫn còn quay cẩn thận tôi lại khúc bằng không cần thiết rồi trở lại trong túi chỉ năm phút sau ngoài sân có một chiếc xe máy từ từ chạy vào ngó thấy đúng là tín vì đứng dậy vẫy tay Cô cũng không quên thò tay vào túi sách bấm nút thu Biết là đúng người nó an tâm dừng xe Gọi nước rồi từ từ tiến lại bàn Vì không vào đến ngay Mà hoài ngăn lòng vòng vài câu Cô thực sự không muốn anh nghe chuyện Cho nên cô ý đợi chủ quán mang nước ra xong Rồi mới bắt chuyện chính Nhà thấy đã an toàn Thì vì bắt đầu nói Bây giờ chỉ còn tôi và anh Anh có thể trình bày mọi chi tiết việc xảy ra Tôi sẽ giúp anh hóa giải Nói xong thằng Tín còn ngập ngừng dường như nó vẫn chưa an tâm tin tưởng vì dứt khoát. Tùy ở anh nhá, tôi không ép. Nếu anh tin tưởng thì nói, còn không tiện thì thôi. Tín có lẽ không còn sự lựa chọn nào. Nó rất sợ vong hồn của Duyên đeo bám. Suy nghĩ một lát nó quyết định kể. Trước đây cô ấy là em gái kết nghĩa của tôi và hai thằng bạn tôi. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc thì tôi thầm yêu cô ấy Ngày nào không gặp được cô ấy tôi có cảm giác như thiếu một thứ gì đó quan trọng. Tôi chưa đủ can đảm để nói điều đó với cô ấy. Nhưng mà càng để trong lòng tôi càng thấy khó chịu. Tôi quyết định tìm một cơ hội để nói thiệt lòng mình. Rồi thật là tình cờ chiều đó tôi đi làm về. Đình bồng sẽ gá thẳng bản thân rồi nó đi nhậu. Nhưng rồi... Nó đến đây. Nó cầm ly nước uống một ngụm mắt xa xăm như lần tưởng nhớ lại quá khứ rồi nó kể ra một câu chuyện thật kinh khủng Vợ đi đến bờ sông ở đầu cầu nơi có con đường dẫn đến nhà tình biết thằng bạn thân thường hay ngồi ngay tảng đá kia cầu vào một buổi chiều gió mát mà nghêu ngao đàn hát Để đó nhìn xung quanh xem có tình ở đây không nhưng không thấy ai không nghe tiếng đàn hát biết thằng bạn không có ở đây nó định bùng chạy xe đến nhà của tình nhưng nó bỗng thấy từ xa có một người đang đi tới người đó mặc một chiếc áo màu đỏ khi lại gần hơn nó nhận ra nó là duyên người mà nó thầm thương trộm nhớ suốt mấy tháng nó định trò chuyện với duyên một chút rồi đi chờ duyên thấy gần nó vẫy tay gọi duyên em đi đâu vậy ủa anh tín em đi vòng vòng chơi sẵn có chút tí việc đâu mà ủa còn anh anh mới đi làm về anh mới làm về sao rồi cơm nước chưa em ăn rồi nó định ngủ ở rồi rời đi Nhưng mà chợt nghĩ Giờ cũng không có ai ở đây Đây là cơ hội để nó bày tỏ với Duyên Thế vậy cho nên nó dừng chân trống xe rồi nói À em ở đây một chút Anh có chuyện muốn nói với em Dạ chuyện gì vậy anh nói đi Bộ có chuyện gì muốn kể cho em gái nghe phải không Nó không trả lời nhìn ngó xung quanh Nhìn đang tìm kiếm điều gì Thế đằng kia có rằng nửa nước cá lớn Và kín đáo mới trả lời Em lại đằng kia đi ở đây sẽ có người nghe chuyện này bí mật. Duyên nghe vậy thì không nghi ngờ gì cô nói gì mà bí hiểm vậy anh trai. Đừng hối lộ em nhỏ này gì hả? Thì không nói gì mà vừa đi vừa giảng hiểu cho Duyên theo mình tới rằng dưới nước nó vạch đám lá um tùm kia chen vào. Thế vậy Duyên nói. Trời ơi ở ngoài này cũng được rồi anh vô trong đó chỉ có rắn này là ong thì sao? Ở đây không có ai mà không có đâu. Nếu có là anh bị cắn rồi vô đây cho chắc Anh con thịt ăn cá gì em đâu Không phải là sợ chuyện đó Em còn sợ con này con kia thôi Thì nói vậy nhưng cô vẫn bước vào theo Khi đến chỗ mà nó cho là đã an toàn Sẽ hiểu cho Duyên ngồi xuống Nó ngập ngừng một chút rồi nói Anh thật sự không biết phải nói sao Anh muốn nói ra lắm nhưng sợ Trời Em là con gái có làm được gì anh đâu Có chuyện gì anh cứ nói đại đi Anh em thân thiết với nhau mà lo gì Ừm, thời gian gần đây anh cảm thấy thiếu thiếu khi mà không gặp em. Một ngày mà không gặp được em anh thấy nhớ lắm. Biết rằng mình là anh em thân thiết với nhau nhưng thực sự là anh đã yêu em. Anh yêu em thiệt rồi duyên ạ. Em có thể cho anh một cơ hội được không? Suy nghe thích như vậy thì chân ngừng chỉ biết nói sao, để không bị mất lòng, cô liền cười mà nói: "Trời đất ơi anh trai, anh đừng có đùa với em vậy chứ." "Không, anh không đùa với em làm gì." Đây là những lời nói thật lòng của anh Anh yêu em đật thật Anh định chưa vội vàng nói ra Nhưng nếu để trong lòng hoài anh thấy khó chịu Anh cũng sợ chứ Nếu chần chừ không nói được thì biết đâu anh lại mất đi cơ hội Em Anh xin em cho anh một cơ hội được không Duyên ngập ngừng nói Nếu anh nói thật thì em cũng thật lòng luôn Là em chưa nghĩ tới chuyện yêu đương Với lại em chỉ có anh như người anh trai Tín nghe vậy thì gương mặt buồn bã có chút thất vọng không lẽ em không cho anh một cơ hội nào sao Anh thực sự rất yêu em Anh yêu em nhiều lắm Duyên ạ Em đã nói rồi Em chỉ coi anh như anh trai thôi Anh và em chỉ dừng ở mức anh em mà thôi Nếu không có chuyện gì khác thì thôi em đi đây Duyên đứng dậy quay mặt chuẩn bị bước đi Thì thằng Tín lúc này dường như không kiềm chế được bản thân Đã đứng dậy kéo tay của Duyên lại nói bằng một giọng bực tức Anh chưa nói xong mà em đi đâu vậy chứ Anh làm gì vậy Em không muốn nghe anh buông em ra Thằng Tín càng nắm chặt tay của Duyên hơn Cứ như sợ cô biến mất mãi mãi Nắm một tay chưa thích đủ Tay kia nó cũng chụp lấy tay còn lại của cô Kéo cô lại đối mặt với mình Nó gắn lên từng tiếng Không Anh sẽ không buông cho đến khi nào em chấp nhận anh Anh chỉ yêu em không yêu ngoài ai Anh sẽ làm mọi cách để có em Duyên lúc này cảm thấy sợ Cô nhìn thẳng vào mắt của nó rồi bực tức nói Anh Tín Anh hơi quá đáng rồi đấy trong tình yêu không thể đến từ một phía Nếu anh còn coi em là em gái thì anh buông em ra Còn nếu không em sẽ Em sẽ làm sao Anh không có được em Thì cũng không cho phép thằng nào có được cả Nói rồi nó giật mạnh cả hai tay Làm cho Duyên mất đà ngã chuối rồi xuống đất Lúc này thằng Tiến không còn giữ được bình tĩnh Cả thư tính bắt đầu trỗi dậy Nó dùng hai tay để hai tay cô xuống đất Rồi nhìn thằng vào mặt cô Thế vẻ sợ sệt của cô nó không muốn dừng lại Nó cúi mặt xuống nhìn chân chân bột nát. chưa bao giờ nó được nhìn duyên cận kề như vậy từng đường nét trên khuôn mặt của duyên hiện ra cần bực tức của duyên gần đến đỉnh điểm của thét vào mặt nó Tôi không ngờ anh khốn nạn về đó anh tí nào uổng công tôi đất tôn trọng anh coi anh như là người thân giống như anh tình với anh thông vậy vậy mà bây giờ anh làm điều này với tôi anh có buông tôi ra hay không không anh phải có được em em phải là của anh phải là của anh mặt của duyên đỏ bừng tức giận Tình anh em bạn bè giữa tôi anh từ nay chấm dứt Tôi không có một người bạn tội như anh khốn nạn nhanh Có ai không cứu tôi với Thằng Tín nhanh tay bịt miệng của Duyên lại Rồi cười khủng khủng như điên Nói nhỏ vào tay của cô Em la nữa đi Coi em còn la được nữa hay không Ngoan ngoãn mà nghe lời đi Còn là lối chống đối anh sẽ không tốt cho em đâu Duyên bị bịt miệng cho nên không thể nói Cũng không thể la được nữa Lúc này một tay đất được thả ra cứ dùng hết sức mà thắt thẳng vào mặt của kẻ đáng ghét một cái để nối in hẳn rõ bàn tay cô trên đó chứ hạ dần cô cứ như vậy mà thắt thêm vài cái nữa nó đau quá buông cô ra tay xoa xoa lên mặt rồi gằn giọng mày dám đánh tao vậy thì tao sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời sự thế cơ hội đã đến cô ngồi định chạy thoát ra khỏi đó nhưng thằng tín dễ gì mà buông tha nó nhanh tay cởi chiếc áo đang mặc trong người vứt qua một bên rồi đứng dậy sô so cô ngã xuống đất một tay giữ duyên nằm xuống đất một tay nhặt lại chiếc áo nhét vào miệng của duyên Nhanh nhảy lên người của cô dùng nguyên thân người mà đè lên rồi định gỡ cái nút áo trên người của duyên nhưng rồi bỗng nó suy nghĩ ra điều gì nó thích thú nói sao còn giấy rủa nữa cầm còn la được nữa không mày nắm mày thoát khỏi tay của tao không mày không ngoan ngoãn nghe lời tao thì mày phải gánh chịu nhưng mà làm liền thì không có hứng thú Tao phải cho mày nếm trải Thì nó mới sung sướng đúng không Còn Duyên lúc này là biết không thể làm gì được Là cũng không được mà thoát cũng không xong Cô trần trào dâng nước mắt rồi nói thầm trong miệng Dù đang bị nhát vải nhưng cố thốt lên Anh tình Chắc hai đứa mình không có Duyên đến được với nhau Em xin lỗi Em muốn thân thể này chỉ là của anh Hy vọng sẽ kịp Anh thông hề Chắc là em không tiếp tục học hát được nữa Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt hai người vĩnh biệt ông nội tía má còn xin lỗi còn bất hiếu không thể chăm sóc mọi người để chàng hiếu hy vọng kiếp sau còn tiếp tục được làm con cháu trong gia đình này rồi cô tự nín thở lại vì cái áo đang chặn ngang sâu vào trong hầm muốn cắn lưỡi cũng không được thằng tín lúc này nó nào có nghe thấy tiếng ú ớ chằn chối của cô trong đầu của nó bây giờ chỉ nhớ đến những toàn điều xấu xa và dục vọng nhưng nó vẫn muốn làm cái điều mà nó vừa nói nó phải vằn vặt cô nó phải tận hưởng từ từ không nóng vội cho nên lúc này nó chỉ ngắm nhìn vừa đưa tay sờ soạng khắp người của duyên nó vẫn rót mấy lời cực kỳ khốn nạn và tay của duyên nhưng cô nào chú ý nữa cô nín thở cho đến khi sắp không chịu nổi ấy vậy mà cô vẫn nhất quyết không thả ra biết mình sắp không chủ được nữa bất ngờ cô nghĩ thầm một lời nguyện. thằng khốn nạn dù có thành ma thành quỷ ta cũng quay về báo thù Tao sẽ báo thù Rồi cơ thể như là thiếu không khí quá lâu Không ngô hấp trong một thời gian dài Mắt cô bắt đầu lờ đờ Cảm giác thức ngực vô cùng Tài bắt đầu ù đi Nhưng ý chí của cô vẫn còn mãnh liệt Cô quyết định sẽ chết để giải thoát cho mình càng nhanh càng tốt Hy vọng điều đó chỉ có cô mới biết Rồi cô từ từ buông xuôi Thân thể mềm nhũn ra Rồi tắt thở xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn